Bộ trò chơi bao gồm các mảnh ghép nhiều màu sắc như hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình thoi, hình ngũ giác, v.v. có gắn nam châm. Từ các mảnh ghép này, trẻ có thể học phân biệt màu sắc và tự do sáng tạo ra nhiều mô hình khác nhau. Bên cạnh đó, bộ xếp hình còn trang bị thêm các thẻ chữ và số từ 1 đến 10, tạo điều kiện để bé làm quen, thực hiện ghép chữ hoặc học những phép toán cơ bản. Bộ đồ chơi mang lại cho trẻ những khoảng thời gian vui vẻ, không chỉ phát triển trí tưởng tượng, tư duy logic mà còn rèn luyện sự khéo léo cho đôi tay khi xếp những mảnh ghép. Ngoài việc giúp trẻ tự do sáng tạo, được làm bằng nhựa PP thân thiện với môi trường, không độc hại, bộ sản phẩm xếp hình nam châm thông minh gồm 4 loại là bộ 49 miếng, 119 miếng, 169 miếng và 249 miếng, có giá từ 420.000 đồng đến 1 triệu 790.000 đồng, phù hợp với tính cách sở thích của trẻ ở từng lứa tuổi. Để tham khảo thêm, quý khán giả có thể truy cập website của Smart Kids Việt Nam.